Tri thức tốt xin chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình xin được gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những thông tin hữu ích đến từ kênh tin tức tri thức tốt. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin chi tiết. Xem tử vi năm 2022 gia chủ tuổi Kỳ Dậu sinh năm 1969. Trong năm nhâm dần 2022, gia chủ tuổi Kỳ Dậu sinh năm 1969 gặp sao nào chiếu mệnh? Xem tử vi tuổi Kỳ Dậu sinh năm 1969 năm 2022 giúp bạn có những sự lựa chọn hợp lý và thu được kết quả tốt nhất về vận trình công việc, tài lộc, sức khỏe, tình duyên. Thông tin nữ mạng tuổi kỳ dậu 1969. Năm sinh, năm kỳ dậu 1969. Mệnh, đại trạch thổ, đất nền nhà. Cầm tinh con gà, xuất tướng tinh con thỏ. Năm xem, nhâm dần 2022. Mệnh kim bạc kim, vàng lá vàng bọc. Cầm tinh con cọp, xuất tướng tinh con ngựa. Theo tử vi khoa học, Năm 2022 mang tới cho người tuổi kỳ dậu một năm hứa hẹn rất nhiều thành công. Công việc có cảm giác thuận lợi hơn trước, có nhiều không gian phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp hơn. Tài vận cũng rộng mở nhờ các khoản lợi nhuận thu về từ các dự án hợp tác. Vận quý nhân trong năm khá vượng, tuổi kỳ dậu mạnh dạn mưu sự lớn sẽ được hỗ trợ nhiều về cả tinh thần lẫn tài chính. Hơn nữa, nhân duyên trong năm khá tốt, bạn mệnh còn có thể gặp được những người bạn có sự trợ giúp rất lớn cho sự nghiệp. Về công việc làm ăn, sự nghiệp trong năm 2022 của đương số khá hanh thông, đón nhận nhiều cơ hội phát triển. Năng lực làm việc đã được thể hiện và chứng minh qua rất nhiều trọng trách mà cấp trên giao cho. nhờ vậy, đường tiến thân cũng rộng mở hơn rất nhiều. Trong năm, mưu sự thuận lợi, sự nghiệp có được quý nhân phù trợ, vận trình sẽ càng thêm hành thông nếu biết chủ động trong mọi tình huống. Khi có cơ hội đặt ra trước mắt không nên do dự quá lâu, mà nên tin tưởng vào khả năng của mình, dám chấp nhận thử thách để vươn tới vị trí cao hơn. Về tiền bạc, tài chính, tử vi tuổi dậu 2022 cho thấy tình hình tài chính tuổi kỳ dậu có khởi sắc rõ rệt. Những dự án hợp tác dễ thu được lợi nhuận khả quan, đặc biệt là trong các dự án bất động sản sẽ được quý nhân chỉ đường dẫn lối. Trong năm, những người làm kinh doanh cần phải có thái độ chủ động, tích cực hơn, biết lợi dụng các mối quan hệ xã hội mà mình đã gây dựng để tăng cơ hội gặp được quý nhân cho bản thân. Bên cạnh đó, cũng nên chú ý duy trì mối quan hệ hợp tác cũ một cách ổn định, chớ có mới nới cũ kẻo tự mình đánh mất cơ hội kiếm tiền tốt. Về tình duyên gia đạo, năm nhâm dần 2022 mang tới cho người tuổi kỳ dậu nhiều mối nhân duyên cắt lành, ngoại giao tốt, được nhiều người yêu quý giúp đỡ hết mình. Nếu vẫn còn sống một mình, có thể được bạn bè giới thiệu đối tượng phù hợp để góp gạo thổi cơm chung, có thêm một người bầu bạn và chăm sóc sớm tối. Với người đã có gia đình, nhìn chung gia đạo êm ấm, các thành viên không có khúc mắc gì quá lớn. Tuy nhiên, nam mệnh cần học cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của bạn đời hơn. Sự áp đặt một cách gia trưởng của bạn sẽ không có lợi cho tình cảm vợ chồng. Về sức khỏe, Tuổi kỳ dậu có thể cảm nhận được một nền tảng thể chất sung mãn trong năm 2022 này, một phần nhờ lối sinh hoạt lành mạnh và khoa học của bản mệnh. Vì vậy, không có nguy cơ tiềm ẩn nào quá lớn đối với sức khỏe thể chất. Tuy nhiên, trong năm nay, quý bạn cần đề phòng những khó chịu có thể xảy ra ở gan và túi mật. Trong năm nhâm dần 2022, quý bạn nữ mạng tuổi kỳ dậu sinh năm 1969 gặp sao nào chiếu mệnh? gặp phải vận hạn gì, cách thức cúng và làm lễ dâng sao giải hạn như thế nào cho hiệu quả. Sau đây, chúng tôi xin gửi thông tin đầy đủ và chi tiết nhất đến quý bạn nhằm giảm bớt tai họa hay tránh được những điều không may mắn có thể xảy ra trong năm. Sao chiếu mệnh và vận hạn nữ mạng tuổi kỳ dậu năm 2022. Sao thủy diệu, hạn tán tận, không phạm tam tai, không phạm thái tuế, không phạm kim lâu, phạm hoàng ốc. Trong năm 2022 nhâm dần, quý bạn nữ mạng sinh năm 1969 kỳ dậu, năm tư tuổi, gặp sao Thủy Diệu. Sao Thủy Diệu, hay còn gọi là Thủy Đức Tinh Quân, là vị thần trông coi sao Thủy. Sao Thủy Diệu còn gọi là sao Phúc Lộc hay sao Thủy. Chủ về gặp đại nhân, đi xa có của, gia đình thêm nhân khẩu, có thể là cưới gả hay sinh con. Sao Thủy Diệu là sao Phúc Lộc, nhưng lại là sao xấu đối với nữ. Năm nào quý bạn nữ mạng gặp sao thủy diệu chiếu mệnh, thì năm đó gặp bất lợi, gặp hạn sông nước. Giống như sao thổ tú, những người bị sao này chiếu mạng thường kỵ tháng 4 và tháng 8, cho nên có sách viết thổ tú thủy diệu tứ bắt ai. Nhưng xét cho kỹ, những người bị sao thủy diệu có kiết có hùng, sao thủy diệu hợp nhất với những người thuộc mệnh kim và mộc. Thủy diệu thường mang tới những điều may mắn và bất ngờ trong làm ăn, buôn bán cho gia chủ. Phụ nữ mang thai mà được sau này chiếu mạng thì sẽ được bình an và gặp nhiều điều tốt. Sao thủy diệu thuộc hành thủy theo quan niệm ngũ hành. Do vậy, rất hợp với những người mệnh thủy và mệnh kim. Với những người mệnh hỏa và mệnh thổ thì phần may mắn sẽ bị giảm đi một chút. Trong năm có gặp một số trở ngại. Quý bạn cũng không cần quá lo lắng vì thủy diệu bản chất vẫn là sao tốt. Mệnh chủ chỉ cần biết cách hóa giải, tất mọi sự sẽ thành, mọi khó khăn dễ dàng giải quyết. Cách thức cúng dâng sao rượu thủy Mỗi tháng vào ngày 21 âm lịch đóng kín các cửa sổ trong nhà, dùng 7 cây đèn cầy cùng hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái, quay mặt về hướng chính Bắc mà khấn vái. Bắc phương nhâm quý thủy đức tinh quân thì sẽ được nhẹ bớt phần nào. Trên bàn đặt một tờ giấy màu đỏ ghi tên tinh tú tọa bản mệnh, Bắc phương nhân quý thủy đức tinh quân dùng một cây rìu chặn phía trên lấy vài đò che kín bùa và diều rồi đặt đằng sau ba nén hương đã dâng. Sau đó, mặt hướng về phía chính bắc tính tọa, trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 23 giờ. Qua 23 giờ đem bùa vào nhà bếp đốt là được. Trong năm nhâm dần, quý bạn nữ mạng tuổi kỳ dậu gặp hạn tán tận. Gia chủ gặp hạn tán tận dễ hao tài, ngộ chúng. Nếu đi đường mà mang theo nhiều tiền hoặc đồ trang sức dễ bị cướp giật và nguy hiểm đến tính mạng. Quý bạn chớ nên góp vốn làm ăn hay khai thác lâm sản ắt bị tai nạn lâm nguy. Cách hóa giải hạn tán tận. Hạn tán tận là một trong tám hạn của con người. Cách giải hạn tán tận thường căn cứ vào bản chất và những tình huống có thể xảy ra để có các giải pháp đề phòng. Thứ nhất, trong những nghiên cứu về cách giải hạn tán tận, một trong những vấn đề được đề cập đến là tuyệt đối không nên mang theo tài sản đồ đạc hay trang sức có giá trị lớn khi đi vào ban đêm đi du lịch nhằm đề phòng trộm cướp. Việc này còn đảm bảo sự an toàn cho bạn và gia đình. Thứ hai, trong công việc làm ăn, bạn nên tìm hiểu và phân tích kỹ lưỡng mọi vấn đề có thể xảy ra trước khi quyết định đầu tư kinh doanh. Tránh chung vốn đầu tư làm ăn quy mô lớn để giảm thiểu nguy cơ thua lỗ hoặc bị lừa đảo kinh tế. Thứ ba, nếu công việc của các bạn thuộc lĩnh vực nguy hiểm thì cần đề phòng tai nạn lao động bằng cách luôn chấp hành nội quy an toàn lao động. Sử dụng đồ bảo hộ lao động cũng là cách giải hạn tán tận. Thứ tư, tuyệt đối không được uống rượu bia trước khi tham gia giao thông hay trước khi thực hiện những công việc liên quan đến xây dựng, vận hành máy móc thiết bị nguy hiểm. Thứ năm, hạn chế đến những nơi rừng thiêng nước độc cũng là một cách để giải hạn tán tận. Hạn chế ra khỏi nhà lúc nắng mưa thất thường, đề phòng bị cảm mạo hay bệnh tật trúng gió. Thứ sáu, những người gặp hạn này nên tu nhân tích đức trao dồi đạo đức, phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện. Nếu có điều kiện nên ủng hộ, quyền góp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong cuộc sống, sức mạnh vô hình từ thế giới tâm linh vô cùng linh thiêng, mạnh mẽ. Ngoài những cách giải hạn tán tận kể trên, thì việc siêng năng, chu đáo trong việc lễ bái tổ tiên, đi đền chùa lễ thần Phật, cầu bình an, khỏe mạnh, cũng là cách giải hạn tán tận rất được chú trọng. Những việc trên sẽ được tổ tiên, thần Phật chứng giám, che chở độ trì bảo vệ sự bình an và mang lại may mắn. Trong năm nhâm dần 2022, quý bạn nữ mạng tuổi kỳ dậu sinh năm 1969, năm tư tuổi, Phạm Hoàng Ốc ở Tam Điện Sát Nhơn, do dài đắc mệnh, tuổi này mà làm nhà khắc hại cho người trong gia đình hay mắc bệnh tật. Theo quan niệm dân gian và trong phong thủy, thì hoang ốc là một hạn cần tránh khi làm nhà, bởi làm nhà là một việc quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Nó có tầm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của các thành viên trong gia đình. Theo tài liệu cổ và kinh nghiệm dân gian, từ xưa, cổ nhân thường có cách hóa giải bằng cách nếu gặp những năm phạm hoàng ốc thì không nhất thiết không được xây dựng. Theo cách có đóng có mở rất linh hoạt và giải tỏa tâm lý cho gia chủ. Nếu gặp năm hoàng ốc thì sau khi xây cất xong, gia chủ trước khi nhập trạch về nhà mới thì nhờ người khác, thường là người thân không phạm hoàng ốc Đến ở một thời gian, sau đó, chủ nhà mới dọn đến ở chính thức. Gia chủ tuổi kỳ dậu sinh năm 1969, khi làm lễ cúng và làm lễ dân sao nhằm hóa giải vận hạn, cần chọn đúng ngày giờ mà sao đăng viên thì mới có hiệu quả. Đa số các gia đình làm lễ cúng dân sao giải hạn vào dịp đầu năm để giảm bớt tai họa hay tránh được những điều không may có thể xảy ra trong năm. Đồng thời, cách cúng sao Thái Bạch, Mộc Đức, Thái Âm, thủy diệu, la hầu, thổ tú, kế đô, vân hớn, cùng với các lễ vật, bài vị và bài văn khấn để cúng sau giải hạn là khác nhau. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của kênh tin tức tri thức tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp, mời quý vị để lại phần bình luận phía bên dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những thông tin hữu ích nhất đến từ kênh Tin tức trí thức tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.